Xin chào các bạn, tên là Phạm Phương Mai, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ tại thành phố Hòa Bình. Sắp tới và mình sẽ đi học kỳ Foundation vào tháng 10 tại trường University of Wollongong. Thực ra ban đầu gia đình mình có ý định cho mình đi học chương trình đại học sau lớp 12. Tuy nhiên sau khi được công ty tư vấn và bản thân mình cũng tìm hiểu kỹ lưỡng hơn thì đã quyết định chọn chương trình Foundation vì nó sẽ cho mình có cơ hội được thích nghi với môi trường, qua đó càng có nhiều lợi thế hơn so với các bạn và sẽ tìm kiếm được con đường đúng đắn nhất cho bản thân. Từ lâu Úc là nơi mình luôn mơ ước được đi học ở đây. Và sau một hồi tìm hiểu về các trường, mình đã quyết định sẽ chọn trường Wollongong là điểm đến tiếp theo của mình sau chương trình học cấp 3. Và mình chọn trường Wollongong không chỉ vì trường cho mình học bổng 50% cho 2 năm mà còn vì trường rất nổi tiếng về chất lượng đào tạo, giảng dạy cũng như đội ngũ giáo viên và sự hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế. Và trường Wollongong cũng là một ngôi trường dưới 50 tuổi, là một ngôi trường rất là trẻ trung và năng động, sẽ giúp mình có nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai. Thành phố Wollongong cũng là một thành phố xinh đẹp và thân thiện với những con người bản địa thân thiện và sẽ luôn hỗ trợ cho đội sinh viên quốc tế. Mình rất biết ơn các anh chị ở 360 Connect đã nhiệt tình tận tâm giúp đỡ mình hoàn thành được giấc mơ du học của mình. Và mình mong các bạn với những giấc mơ du học tại Úc của mình, nhưng mình cũng sẽ sớm hoàn thành được nguyện vọng của mình.